đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở phong cảnh, nó còn nằm trong câu chuyện con người ở Hà Nội, những tình cảm yêu thương trong gia đình. Cũng rất mong là cái đẹp ấy nó lại lan tỏa đi các nơi khác nữa. VTV Kết Nối xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, bộ phim Hoa Sữa Về Trong Gió gửi tới khán giả những hình ảnh đẹp gây thương nhớ về phố và người Hà Nội. Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may. Để bộ phim mang đậm chất Hà Thành từ bối cảnh, nhân vật đến câu chuyện trong mỗi nếp nhà, ekip thực hiện đã lựa chọn ghi hình ở nhiều địa điểm mang nét đặc trưng của thành phố ngàn năm văn hiến này. Một ngày mùa thu tháng 9, vài ngày trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào thành phố Hà Nội, 6 giờ sáng giữa tiết trời mát mẻ, đoàn làm phim Hoa Sữa Về Trong Gió tất bật thực hiện các cảnh quay tại con đường lãng mạn nhất thủ đô, ghi lại hình ảnh đẹp của phố Phan Đình Phùng, đồng thời cũng làm nên cho câu chuyện của những người bạn tri kỷ trong phim. Hoa Sữa Về Trong Gió, tên phim đã rất Hà Nội rồi. Mùa thu của Hà Nội thì có rất nhiều nơi đẹp. Và ở nơi đây sáng hôm nay tôi quay cùng với chị Thanh Quý, chính là một trong những địa điểm đẹp nhất đấy, là đường Phan Đình Phùng với rất nhiều những các cái tán cây. Bên cạnh đó là còn có nhà thờ Kiểu Bắc. Một bộ phim mà nói về cuộc sống gia đình, nhưng mà trong đó có rất nhiều bối cảnh của Hà Nội. Cảnh đẹp của Hà Nội thì thời trẻ cũng đi nhiều. Thế nhưng mà vừa rồi đi làm cái phim này cho nên là được gặp lại những cảnh cũ. Ví dụ như là chùa Trấn Quốc này, Hồ Gươm này, nhiều chỗ mà bình thường đi qua vẫn nhớ lại là ngày xưa mình đã từng đi chơi ở đây. Từ các con đường thênh thang dợp bóng mát đến những con ngõ nhỏ len lỏi trong phố cổ, từ căn biệt thự Pháp Yên Bình đến không gian rộng lớn của bờ hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, thành phố Hà Nội càng trở nên thân quen và đẹp đến nao lòng. Trên nền bối cảnh ấy, chân dung những người Hà Nội hiện lên thật gần gũi, hiền hòa mà nhân hậu. Nét đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở phong cảnh, và nó còn nằm trong câu chuyện những con người ở Hà Nội, những tình cảm yêu thương trong gia đình. Bộ phim nói về người Hà Nội, về những cái gia đình của Hà Nội và những cái cuộc sống lam lũ, vui có, buồn có, nhưng nó rất Hà Nội. Cùng với câu chuyện về gia đình, Hoa Sữa Về Trong Gió còn đề cập đến cách đối nhân xử thế của nhiều thế hệ. Ở mỗi độ tuổi có những nỗi lòng riêng nhưng đều mang đậm nét ứng xử của người Tràng An. Đáng chú ý, bộ phim đi sâu khai thác câu chuyện của những người ở tuổi xế chiều, đó là bà Trúc, ông Tùng, bà Cúc, bà Mai, mỗi người một cảnh ngộ. Song họ cư xử với nhau hài hòa, nhân ái bằng sự cảm thông và lối sống chan hòa, dung dị. Trong câu chuyện của bộ phim thì nó có cái quan hệ của những người già với nhau, nó có chiều sâu hơn, nó đi vào câu chuyện hơn và đi vào nhân vật hơn. Cũng là nó cũng gần với tuổi của mình nữa. Cảm giác nó rất là thú vị và cũng rất là xúc động. Mà cái xúc động này nó thật sự là từ bên trong. Khi mình đọc kịch bản thì mình yêu cái tình cảm của ông Tùng với lại bà Cúc lắm. Bởi vì nó rất con người, tuy có tuổi rồi nhưng mà vẫn luôn luôn gọi là có một cái gì đấy, không phải là sống đơn giản là quan tâm đến nhau đâu, mà sống vào trong lòng cái nội tâm của mỗi một người. Tất cả những cái đấy nó đều hòa quyện trong con người, từ trong hơi thở, từ trong cuộc sống. Mình cũng cảm nhận được là cái sức sống của người dân Hà Nội rất là mãnh liệt, rất là yêu thương nhau, rất là đùm bọc và che chở. Đấy là tính cách của người Hà Nội. Tham gia bộ phim, thực hiện ghi hình các bối cảnh ở Hà Nội, kể câu chuyện về người Hà Nội, được nói lên tiếng lòng của mình. Các nghệ sĩ, những người đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với thủ đô, không chỉ thấy tự hào, trong mỗi người còn trỗi dậy ký ức ngọt ngào, cùng nhiều kỷ niệm đẹp mình đã đi qua. Hà Nội đối với tôi nói riêng và đối với các nghệ sĩ ở trong phim nói chung thì rất là thân thương, luôn gợi cho chúng tôi những ký ức thật đẹp, nhất là lại vào cái mùa thu. Trời đẹp và mát như thế này. Hà Nội của chúng ta là một cái thành phố nó bình yên, đẹp đẽ, một đáng yêu vô cùng. Tôi rất sung sướng, tôi rất hạnh phúc vì tôi là người Việt Nam và người con của Hà Nội. Khi làm phim về đề tài Hà Nội, bản thân tôi rất là tự hào và cũng rất mong muốn mang những nét đẹp của phong cảnh Hà Nội, con người văn hóa của Hà Nội để quý vị khán giả cùng theo dõi. Ông sống đúng cái tuổi 70 của mình đi, không phải cố ra vẻ mạnh khỏe nữa. 70 là tuổi trăng tròn, con tim loạn nhịp, mạch còn vữa sơ. 70 là tuổi mộng mơ, đêm đêm thao thức, nằm chờ bình minh. Tôi sống đến nay đã là 70 mấy năm rồi, 71 năm rồi. Nhưng mà cứ mỗi khi mùa thu về, lúc nào trong người mình cũng có một cái gì đó rất là bồi hồi, xúc động. Và bao nhiêu những cái kỷ niệm trong quá khứ nó dội về. Tôi rất là vinh dự và sung sướng được làm một trong những cái nhân vật dù là nhỏ thôi nhưng mà đóng góp vào một cái bộ phim nói về người Hà Nội. Với câu chuyện phim lắng đọng, được kể trong một không gian tràn ngập tình yêu thương trên nền những bối cảnh đẹp,
Bộ phim Hoa sữa về trong gió giúp khán giả cảm nhận rõ hơn về nét đẹp của Hà Nội qua mỗi con người, từng góc phố, nếp nhà, để qua đó càng thêm yêu thành phố này hơn. Dù là những ngóc ngách rất xưa của Hà Nội thì nó vẫn luôn luôn là Hà Nội, mặc dù có thể đến bây giờ thì cái cuộc sống nó sôi động hơn rất nhiều. Nhưng mà hãy cứ nhìn mà xem và hãy cứ chậm lại để mà cảm nhận mà xem, nó vẫn không hề mất đi cái sự tĩnh lặng, cái sự sâu sắc, cái sự điềm tĩnh của người Hà Nội. Cuộc sống con người ở Hà Nội như thế nào thì chúng tôi cũng cố gắng là đưa vào trong câu chuyện. Như người ta nói, Hà Nội là nơi mà hội tụ tinh hoa của các vùng miền của cả nước. Cũng rất mong là cái đẹp ấy nó lại lan tỏa đi các nơi khác nữa. Tất cả chúng ta đều mong muốn xây dựng để cho Hà Nội của chúng ta ngày càng đẹp hơn, và xứng đáng là thủ đô của một nước, để cho mọi người hãy đến thăm Hà Nội và hiểu hết về những con người Hà Nội. Để cảm nhận rõ hơn về nét đẹp của Hà Nội, mời quý vị tiếp tục theo dõi Hoa sữa về trong gió lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên VTV1. Vâng, phóng sự vừa rồi đã giúp tôi cũng như quý vị khán giả cảm nhận rõ hơn. Bối cảnh phim luôn là chất xúc tác giúp các diễn viên được thăng hoa trong quá trình diễn xuất. Những lời nhắn gửi sau đây của các nghệ sĩ thay cho lời cảm ơn gửi tới quý khán giả đã luôn đồng hành cùng các bộ phim của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúng tôi làm phim thì cũng mong rằng đáp ứng cho quý vị khán giả những cái giá trị tinh thần cũng như giá trị nhân văn, và cũng mong rằng là lan tỏa những cái điều tốt đẹp, và cũng có những cái mà nếu mà còn sơ suất thì quý vị lượng thứ cho, và chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình.